ơi. Anh Hoạn, chúc cơ hội thành công của anh Hoạn. Chào anh em, mình bình luận ba gì nhá, đến từ sân Văn Quán nhá. Đây là Phùng Thành nhá, đến từ Phú Thọ. Đi không đi đây nè. Lệch. Đây. Vâng, xét đấu trận đấu này là tỷ số 31. Chỉ là tí này. Rồi. Chỉ là bên đây tí. Rồi. Sân đấu này là tỷ số 31. À, 16 quả thì đổi sân. Bóng trên tay chắn của Huy Cường. Điểm cho Đức Diễn 2-1. Nói tục thì ra ngoài kia không phải. Vâng, Phùng Thanh. Hay quá. Vâng, phòng thủ không thành công của thầy giáo Yên. Điểm cho thầy giáo Thành. Điểm cho phía bên của Từ Sơn. Thầy giáo Thành, thầy giáo Thành phân bóng. Hai đều. Vâng, thầy giáo Họa đỡ một quả chật bóng. Vô một không thành công, điểm cho thầy giáo Họa, thầy giáo Thành và thầy giáo Sơn. Hai. Hết lực. Trời ơi, đằng kia không hết lực. Bùi Cường. Pha đáp trả của Bùi Cường. Sao đây không đập? Điểm cho Tự Diễn. 3 đều. Ba đều. Nhập bóng thành công của Phùng Thành. Điểm cho các cầu thủ Từ Sơn. 4-3. Kiểu này theo đến đảo vậy. Chuyện đánh à? Hôm nay tin tưởng em mà. Sốt sắc em. Thiếu ông chửi anh em. Thiếu ông chửi đi. Đời tuyên bố cũng bao giờ phụ. Đời tuyên bố cũng bao giờ phụ cũng bao giờ một lần nào nữa trong cuộc đời này. Không biết chửi hả? Thôi à. Thôi. Bóng trên tay chắn của cầu thủ Nam Phạm bên phía Đức Diễn. Điểm cho Đức Diễn. 4 đều. Thành vẫn mang xuống. Thì đâu mình em chỉ đang chi trận này thôi, trận sau không đang chi đâu. Sao lại? Học lát em gì? Trận ngay điểm cho các cầu thủ anh ba gì thần đồng một đợt này đang nổi tiếng, trận nào cũng xuất hiện đâu mà anh không like từ cái đang chiếm hot nhiều nhất trận ba gì là hay một đây cho vui anh một trận giỏi trận ở đây đã tuyên bố kèo nào đã tuyên bố ngoài sân ba chú khỏe nhất đâu anh một đây cho vui chú quay like đấy dạ lai à? Vâng, lai trận này thôi chú ạ. Trận kia hỏi đâu. Vâng. Đập bóng thành công. Điểm cho gì? Điểm cho Đức Diễn 5 đều. Vâng, trận đấu này thì chỉ thay đổi hai vị trí so với trận đấu trước. Cầu thủ Minh Họa. Cầu thủ Minh Tấn. Quay nhiều.
cho đánh mấy xếp? Dạ, đánh 1 xếp và 1 chứ. Đang lấy cái túi của anh ở trong xe. Điểm cho Vinh Diễn 7-6. Hả? Anh truyền quá. Anh Duân. Cháy nó bảo thắng thua là thành em công. Của anh 40 đôi giày. Điểm cho thùng giày không có gì mẹ thì sao. Anh sao truyền quá. Điểm cho cảm thủ Thủy Sơn 7. Đứng từ sáng chưa được ngồi để chuột rút hết chân này này. Để hôm nay hàng về chỉ lấy năm ra mình. Hết rồi anh. Đau thư. Đau cầm. Tiếp tục là Mai Trang tấn công. Tiếp tục là Mai Trang tấn công. Điểm cho các cầu thủ tư diễn 8-7. Pha bỏ bóng tinh tế và có sự quan sát của cầu thủ tiến sĩ bên phía Từ Sơn. Điểm cho Từ Sơn 8-0. Ôi, cháu tưởng đánh với Vĩnh Phúc, đánh với chú à? Tí nó không đánh đâu. Mai Trang hôm nay đập toàn trên cần thôi anh ạ. Đánh như là kèo lôi rồi, thì thôi. Khả năng nó đánh là nó bắt được xấu lại mình chết. Bắt xấu thì thôi. Kèo bị ăn đó mà. Úi giời. Hay quá. Thua là sao được. Thôi để nó cơn kèo tàu mình rốt. Thôi bảo chú đánh. Có nghĩa là nó thua kèo này thì đâu lại ra bất ngờ chứ. Bây giờ nó là gần như sói huấn rồi mày hiểu không? Để mai nó còn vượt những cái kèo to. Không hiểu gì thì thôi. Thôi giả cho kèo rồi. Cho kèo này. Dạ. Cái gì dạ? Cho ăn kèo này đi. Chú còn đã được ăn cái gì đâu? Chưa được ăn gì, chưa được ngồi. Tao vừa từ quê xuống mà. Em không ăn được. Không, cân à? Không, hiểu không? Đi em ăn rồi. Đấy mày đánh chơi bởi mày. Tao nói rồi mà tao đánh sao được. Bây giờ tao mới nhận được hiểu. Mày này đi quay cả. Đâu cháu như cơ hội. Nó bảo là kèo hôm nay là anh cứ đánh đi. Cứ đánh hộ em thôi, mình xác định là thua. Thua sao được, chưa biết được. Để mai nó bảo quang béo chấp. À, kéo con có béo hay không chú? Không, để em góp bí lên Duân anh hiểu nhá. Bầu con béo mạnh lắm. Không, mấy ông bầu mạnh lắm. Con béo nó uy tín ở Thanh Hóa rồi, thế nào? Cho con nó cho em biết được không? Mày ăn như thế nó mày bị độc đấy. Mày ăn cố nhá. Bóng thành công của Nam Phạm. Bao nhiêu anh? Biết là sao không? Chú Thanh chú cho ăn độc ấy, tí nó không bật nổi. Thật ra chú mày mày, chú mày mày ở văn quán, bọn kia tận Vĩnh Phúc mua giày xong rồi thôi, đi bao giờ hỏng đôi giày mà mua nữa thì kiểu gì tí chú cũng quăng linh tinh cho mày đánh. Cứ chuyển sang rồi cứ như xong rồi lại cãi nhau á. Giày chú một năm không học, mà năm sau thì cạnh kèo 10. Sao chứ nghe. Nhưng mà cái bây giờ ồ. Quả mì kinh chưa? Đây cháu ạ. Cái quả về ngon. Bốn đều ở tường 3-4 đó mà. Có sùng thế. Ngon. Ơ thì anh ký nữa ai chuyển? Gì? Chỉ là hồi bảo đầu bảo em đi uống bia thôi. Cả đéo thế bây giờ đã xác định không bao. Bạn đi uống bia chưa? À, tí á. Chị bạn đi uống bia thôi. Nó đang uống dẻo thì đang đánh dẻo cái này nó bảo nó đánh gì. Nhưng mà nó không được bỏ đúng không? Không tí bảo nó chuyển hộ. Ê, úi giời. Thế mà Bùi Kiến chuyển rồi nó không. Thế còn chuyển hai Bùi Kiến. Chuyển nhanh con anh. Thôi, đó là tao từ đầu. Tao bỏ nó đâu. Hả? Tao bỏ nó đâu. Chuyển rồi chứ nào. Chứ chuyển rồi mình gọi là dìu dìu cái mình đánh được. Đôi công và chuyển thằng nào dìu được. Ừ. Chuyển chuyển nhanh lắm. Còn câu chuyện chính lệ ra thì được. Thì dìu lên thì phải bàn tâm dính một tí cũng được. Đi công chứ có dính quá được. Ơ à, kìa dính chút kìa
Ừ, nhưng mà chút cháy đâu rồi? Cháy đi chưa? Chưa thấy đâu. Đi làm gì? Cho thuyền là đơn kia bao nhiêu quả hàng công kìa. Mười bốn mươi hai hả? Mười lăm mười hai rồi. Mười lăm mười hai. Tấn đánh thế mà cứ đòi đủ thức đôi công thì thức làm sao ăn chơi với Tấn nhỏ được. Không, để cho Trường Thanh bình luận là cái máy nghe. Ôi, bình luận đi, chứ không bình luận. Sao không bình luận đâu, mệt lắm. Quay chơi mà. Điểm 16-12 rồi. Bóng tấn công của Bùi Cường. Bùi Cường phát bóng tấn công. Cùng điểm cho Đức Diễn 17-12. Để đọc to tí nhá, để vào cái máy này nhá. Chú đọc đi. Của thầy giáo Yên. Không ạ. À. Rất giật dẻo. Cổ tay của Hoàng Minh. Điểm cho Từ Sơn 13-17. Điểm của anh mới là giỏi. À, tập bóng ăn điểm của Tiến sĩ. Điểm cho Từ Sơn 14-17. Chưa bể. Chỉ bung là chưa bể. Bung tay ăn 3 điểm phát bóng liên tiếp. Điểm cho Từ Sơn 15-17. Chú mượn cái ghế khổ quá. Thế điện thoại bao nhiêu đâu? Bóng của Cùng Thành thì nó chỉ lên thôi. Thức mới trả là gì nhỉ? Chắn bóng thành công của anh Hoàng. Làm sao được? Điểm cho Từ Sơn 16-17. Ba Duy mà đánh nhỉ? Dưới gì? Mày. Tay kia. Chú quay lại thôi. Mày đánh hay thì chú đâm, mà mày đánh dở thì đâu. Bóng chạm tay chắn của Bùi Cường. Điểm cho các cầu thủ Đức Diễn 18-16. Có đọc thế mà vẫn chưa to hả Lương? Đập bóng vạch 3 mét của Bùi Cường. Điểm cho các cầu thủ Đức Diễn 19-16. Có thích kêu mày ha? Không được đánh ha. Nó gọi đi mà nếu mà khi đánh thì không. Khi nó sẽ đánh được không? Ý là không có kiếm được. Không tin tưởng nổi nữa. Chị cũng lại khiếp cả cái văn quán nó không tin được. Chị hiểu không? Bây giờ cái gì đánh thì nếu là đánh hết mình thôi rồi. Nhưng cả mấy cũng có cửa đấy. Cho hai đội cũng ngang cơ nhau. Thật ra là đã đánh đấu với nhau thì là công tốt cơ là để thắng là quyết định thôi. Nhưng mà Ba Duy đã được thử nghiệm quá nhiều trận đấu. Phát bóng thành công của Bùi Cường.
điểm cho Đức Diễn 20-16. Đi trên này mình tắm xong mình đi. Không sao bảo hôm nay có kèo gì ở dưới văn quán không hả? Không đánh rồi. Không đánh rồi. Bên thì bảo là bên này sợ, bên kia bảo là kia sợ. Có anh kiểu em trong kiểu đấy không? Đi là em có văn quán không? Không, kiểu đấy trong toàn Thăng Long Universe mà. Thế này. Không, không, không. Thế em đánh cho Thăng Long quá. Ừ. Anh bị ngáo, em đánh cho Thăng Long rồi. Thế là Kiên nào nhỉ? Kiên đấy là thằng Kiên khác. Thế nào? Trường đấy thì em liên quan gì đâu. Yếu nào tôi uống rượu nhá. Dạ. Dạ vâng. Có uống được không? Cháu thì cái gì chứ bia rượu là một sự đam mê rồi. Thôi nhỉ. Nó easy quá anh, nhưng mà easy mà. Hả? Thế thì cho nó easy mà. Ừ thì thằng Kiên kia mà thằng Kỳ lại zin với ông Mốc. Không, không có Kỳ. Kỳ là Kỳ nào? Không, không có Kỳ đấy, không có Kỳ. Có Kỳ mà. À Kiên kia đấy, Kiên... À đúng rồi, Kỳ không đánh. Kỳ không đánh, Kỳ đến xem để xem vào tiền thôi. Nhưng mà cuối cùng là hủy rồi. Không có biết đâu, tưởng ra đây rồi chưa đến đúng không? Đến chưa? À kìa. Chú đang xoay chân, xoay chân. Đây này, Di Zin Trung Béo Tài. Cái đánh mấy Thăng Long mà em có Thăng Long đâu mà đánh. À đây, Thăng Long có Kiên Đầu Đất, Mệnh Công Chúa, Tương Sói với Hiền. Hiền người yêu của em. Yêu cái gì nhỉ? Đợi tí để bắt Sơn ạ. Lát anh Dân không quay trở đi không? À, không. Thế bảo là trở đi không quay, mình biết đâu. Thế cũng ham hố mới quay cùng được. Điểm cho các cầu thủ Từ Sơn 20-22. Đang sẽ đấu 31 nha các bạn nha. Bây giờ này chơi sân nào mà không thể ra sân đó? Không đánh ở sân Mặt Núi thôi. Xa thế? Ở nhưng mà sân là đồng chí Bình. À thế, thì dưới sang ngoại ngữ gần. Gần. Có lẽ văn quán đông. Đông đó. Dịch này cũng kinh. Sao ngoại ngữ có người chơi à? Vâng. Chơi sang mấy lần trong... Thời đông quá. Bây giờ Hà Nội mới ổn mà chơi. Đó. Pha xử lý bước 2 tinh tế của thầy giáo Yên. Chất lực vào mai mà đi anh ơi. Điểm cho các cầu thủ Đức Diễn 23-21. Ơ Duy ơi, anh Điệp gọi này. Anh Điệp. Xử lý kinh tế của Bùi Thành. À, anh Phùng Thành. Điểm cho Tư Sơn 22-24. À Mai. Để lúc trước anh mà bảo là lúc trước anh mà bảo là em truyền đi hơn. Quan trọng
Đây. Chứ anh còn bảo lần này ấy, em truyền mà. Rồi thôi anh nhắn ai truyền. Điểm số 23-25. Tỷ số đang nghiêng về các cầu thủ Đức Diễn. Trước cơ hội thành công của anh Hoa. Điểm số là 24-25. Cái gì nhỉ? Mạnh ơi xem một sắc đầu không về nhá. Không mấy thằng gì mà xuyên. Điểm rồi. 31 nha anh em nha. Gì? Thằng ta không chuyển thì lát xem xong sắc đầu của bọn nó thôi xong mình đi về, hiểu không? Không chuyển à? Ừ không. Nó có bảng gì rồi. Nói chung là nó có cái độ tin tưởng giữa chơi với nhau lên, hiểu không? Cảm ơn sống sát. Thật mà ví dụ như em đánh cái ghế, ví dụ như như nhá, nhiều đứa nó có thể hơn thằng Tí ấy, nhưng mà mình đánh nó quen rồi nó kiểu nó hiểu nhau hơn đúng không? Nó vẫn sẽ chọn những người Văn Yên. Biến 4 là Nam Phạm. Đang cắn ở giữa đó là anh Tấn. Anh Tấn có biệt danh là Tấn Nhỏ. Trên kia thì Tiến Hoài là Tiến Sĩ và Mi ở giữa. Số là 27-25 rồi. Là 4, 2724. 2725. Hôm nay tại sao mọi người hôm nay là hàng về đâm ra là phải phục vụ chủ yếu khách xin đến nên là đứng nhiều quá mọi người. Đến từ sáng đến giờ chưa được ngồi chưa. Và anh ơi. Theo thầy là 28. Sau kèo này là thầy. Con tỷ số là 28-25. Nhưng về các cầu thủ Đức Diễn. Mấy văn thôi. Em ta truyền hai đâm ra là bắt buộc là phải ra đây, chứ còn hôm nay làm việc và bận không thể đi được anh em ạ. À, cắn tốt, một cắn chốt đi của Tấn. Bóng về ngay tại chân, điểm bóng. Đây là kèo hiệp thứ 3 đúng không? Không ạ, xếp 31 kèo mới. Kèo này là kèo 2 rồi đúng không ạ? Kèo thứ 2 rồi. Ừ. Trước anh em Tường Sơn thua rồi. Đó là Bùi Văn Cương. Ui giời. 26-29. Rất tiếc là có liên quan đến một chút đâm ra là trận sau bình luận viên Vũ Minh Thanh bắt buộc phải vào sân nhưng lại không like vì có cái lý do tế nhị, nhưng sẽ quay lại để phát lại cho anh em nhé. Bác Duy ơi, thầy giáo Thức đã nhờ thầy giáo Thanh nhiều bình luận viên Đỗ Nguyên Thanh vào truyền cho thầy giáo Thích đánh đôi. À Duy ơi, chứ không có gì hôm nay. Ơi Từ Sơn bỏ bóng chưa qua lưới. Alo, mình là bên Từ Sơn nhiều phản công. Set boy rồi. Để mình vào, bác Duy gọi lại cho bạn anh. Anh thì đang cầm điện thoại bên kia. Chào hơn 600 anh chị. Để mình vào anh Duân, à, anh Duy gọi lại cho bạn nhé. Ông này đang khởi động bóng ở bên kia. Kèo anh em chia sẻ thì kèo trước anh em Thủy Sơn cũng thua rồi. Bây giờ là kèo thứ 2. Và bóng rất khó chịu của Bùi Cường. Nhảy phát tấn công và bóng xoáy cho vạch 3m. Đó lại là Bùi Cường, kết thúc rồi. Hết chưa. Hôm nay Bùi Cường đã có chuyền 2. Hết rồi. Chào.